Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Concert Anh Trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Đâu phải một mình thì cũng có những thành viên khác cũng đi độn đó, rồi cũng có màu. Của mình là tại vì nó lót cái gót cho nên nó dễ rớt, còn mấy anh em là chuyên nghiệp rồi, giống như anh Sái nè, anh Jin nè, nó mọi người có một cái lót rất là hay, nó đi thẳng vô cái lòng dài luôn thì nó không rớt ra được. Đó thì lúc đó mình cũng mới về mình hỏi anh Isaac là mấy cái độm của anh nó tốt quá thì anh chỉ em chỗ mua được không? Đó thì anh Tài anh cũng có đặt cho mình mấy cái mà nhảy ra không có bị rớt. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh rất là chuyên nghiệp trong chuyện mang giày độn. Dạ. Không phải là chuyên nhảy nhưng mà hai bạn đều là rapper thì sẽ có nhịp điệu trong người và có một cái phần nào gọi là có một cái swag ở trong người rồi. Chỉ là các bạn ấy cần được khai thác ra cái điều đấy một cách tốt nhất có thể thôi. Thì mặc dù Khang với cả Gif không phải là những người nhảy giỏi nhưng mà hai bạn thực sự rất là cố gắng trong phòng tập mọi người ạ. Khi mà My đi tập trung á thì mặc dù thấy động tác rất là khó nhưng mà Khang và Gif không bao giờ dừng lại nha, sẽ luôn luôn tập đến khi nào được thì thôi. Và rất là cố gắng để thực hiện những cái động tác khó đấy. Thì cái đoạn rap của Harry Khang á là có nhắc đến Quỳnh Lê, anh Sông Luân, anh Tú Aitus. À, có nhắc đến bài Đầu Đội Sừng nè, bài Hào Quang nè, bài Hit Drama nè. Và trong cái câu rap của Jin thì Jin có thêm, cái này là bản thân Jin tự thêm vô. Thì nếu mọi người có nghe kỹ thì sẽ có nghe nhắc đến tên của một người rất là quan trọng đối với Jin đang đợi Jin ở nhà. Khi mà nghe demo Ngân Nga xong thì My nghĩ rằng là first thought của My thì sẽ là Ryder. Ryder là một singer songwriter và là rapper luôn. Thì maybe là Ryder sẽ input được rất là nhiều thứ vào trong bài hát và có thể biến đổi bài hát thành một cái version nghe nó cuốn hơn. Thực sự là khi mà nghe tin là đội anh Isaac chọn cái demo của My thì thực sự mình rất là vui, tại vì là khi mà đứng đấy nghe demo xong thì cũng không biết là có ai có muốn chọn vào đội của mình hay không. Nhưng mà khi mà nghe bốn cái tên ở trong đội của anh Isaac, cùng anh Isaac này, anh Jin Tuấn Kiệt, Nekif và Hurricane thì mình đều rất là vui, tại vì là mình đã rất là quen với cả Nekif và Hurricane rồi nhưng mà chưa có cơ hội làm việc với anh Isaac và anh Jin Tuấn Kiệt. Nên là mình cũng một nửa vừa quen vừa lạ và mình muốn thử cái experience đấy xem là như thế nào. Quá trình đầu mà mọi người làm demo với nhau ấy thì Nekif có nhắn tin cho My và hỏi xem là chị ơi chị thấy kiểu này làm có ok không? Các thứ thì My cũng đã cho Nekif những cái suy nghĩ của mình và để làm sao mà cái bài hát trở thành bài hát mà thú vị hơn. Có lo lắng hay không thì My rất lo lắng nha. Tại vì là tự nhiên bây giờ một cái đội mà My làm khách mời, ví dụ mà không được một thứ hạng cao hoặc là bị vào vòng nguy hiểm thì mình cũng sẽ phải nhận một số gọi là cái trách nhiệm ở trong đấy. Nên là lần này khi mà tham gia cùng đội với anh Isaac thì My đã thực sự là cố gắng hết sức để làm sao mà cùng với mọi người làm cho bài hát trở nên ok nhất có thể. Về cái việc là anh Isaac với cả anh Jin Tuấn Kiệt chưa bao giờ thử hip hop nhưng mà My thấy rằng là mọi người đều có những cái khả năng để mà làm được điều này. Ví dụ như anh Isaac cũng đã có kinh nghiệm ở trong nhóm nhạc cũng đã hơn chục năm rồi. Và anh Isaac cũng hát được, nhảy được và nhảy được rất là nhiều thể loại nhạc nữa. Còn ví dụ như anh Jin Tuấn Kiệt thì cũng đã có thời đi nhảy b-boy rồi mọi người ạ. Nên là khi mà My biết được những thông tin như vậy thì My cũng yên tâm được phần nào. Và tại vì My cũng khá là tin tưởng vào cái gọi là cái sự lead team của anh Isaac, tại vì anh cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm rồi. Và khi mà mấy anh em spend time ở trong phòng thu với nhau ấy thì thực sự rất là vui. Và mỗi người một ý cứ đóng góp vào thôi để cho bài hát làm sao ok nhất có thể. Khang với cả Gif thì hai bạn mặc dù không phải là chuyên nhảy nhưng mà hai bạn đều là rapper thì sẽ có nhịp điệu trong người và có một cái phần nào gọi là có một cái swag ở trong người rồi. Chỉ là các bạn ấy cần được khai thác ra cái điều đấy một cách tốt nhất có thể thôi. Thì mặc dù Khang với cả Gif không phải là những người nhảy giỏi nhưng mà hai bạn thực sự rất là cố gắng trong phòng tập mọi người ạ. Khi mà My đi tập trung á thì mặc dù thấy động tác rất là khó nhưng mà Khang và Gif không bao giờ dừng lại nha, sẽ luôn luôn tập đến khi nào được thì thôi. Và rất là cố gắng để thực hiện những cái động tác khó đấy.
Và My cũng hay nói với mọi người rằng là đừng chị có sợ những động tác như vậy, tại vì là bản thân là rapper thì đã có sẵn swag trong người rồi, bây giờ hãy chỉ cần bung cái điều đấy ra cho mọi người thấy thôi. Theo suy nghĩ thì không khó lắm, tại vì ngay từ lúc mà bố anh em cùng nhau ngồi viết làm mới lại ca khúc Ngân Nga đó, thì đã định luôn trong đầu là khách mời nữ là Vũ Thảo My sẽ là người hát cái đoạn gọi là đoạn điệp khúc chính của bài hát, tại vì cái chỗ đó phải là nữ hát thì nghe nó sẽ rất là hay hơn so với lại nam hát. Cho nên là việc chia câu thì suy nghĩ là nó khá là phù hợp luôn đó, mọi thứ nó giống như là nó giống như là được sắp đặt vậy đó, vô là vô luôn chứ không có phải mà phân ra hay là suy nghĩ nhiều gì hết. Thì bật mí nhỏ thì cho mọi người là ngày xưa thời mà Jin còn học phổ thông á, thì Jin cũng có rất là thích chơi rap rồi thích chơi hip hop, cho nên là thời điểm đó mình cũng đã tập rap theo những cái bài rap của các rapper thế hệ đi trước, những cái người anh lớn. Mình thời điểm đó chưa có các bạn trẻ bây giờ, thì lúc đó là Jin đã nghe nhạc rap của các anh lớn đó rồi, thì nói chung là mình cũng khá là thích nhạc rap, cho nên là vô cái là nó cũng mượt mà luôn. Thì có một cái Jin cũng viết thử cái đoạn của mình, nhưng mà cảm thấy thì tại vì mình đã hát rồi thì bây giờ cái đoạn rap á, thì để cho Negif với lại Hurricane thể hiện nhiều hơn. Thì lúc đó thì có chia sẻ là cũng muốn tham gia vô, thì Negif rất là nice, rất là dễ thương luôn, cho Jin tham gia cùng với lại cái verse rap của Gip, cũng như là lúc đó là vừa có cái ý tưởng Jin với lại Gip rap chung như vậy, xong á là cái đoạn cuối là sẽ cho anh Isaac rồi Hurricane cùng rap vô chung luôn. Cái, nói chung là cái đoạn rap đó mọi người rap một câu nghe rất là sao ta gọi là rất là funny, rất là gọi là nghe nó cảm giác nó hút người ta đó, cho nên là anh em quyết định chọn cái phương án đó luôn. Thì cái đoạn rap của Hurricane á là có nhắc đến Quỳnh Lê, anh Sông Luân, anh Tú Aitus. À, có nhắc đến bài Đầu Đội Sừng nè, bài Hào Quang nè, bài Hit Drama nè. Và trong cái câu rap của Jin thì Jin có thêm cái này là bản thân Jin tự thêm vô. Thì nếu mọi người có nghe kỹ thì sẽ có nghe nhắc đến tên của một người rất là quan trọng đối với Jin đang đợi Jin ở nhà. Nói chung là lúc đó thì cũng hăng máu, cũng sung, cho nên là mình phát ngôn bừa bãi thôi, chứ mình rất là yêu thương Hiếu thứ hai, không có muốn đấu đá gì đâu ạ. Negif là một người không có nhảy tốt, Negif nhảy rất là dở, cho nên là khi mà nếu như mà mình bỏ lỡ cái ngày hôm đó thì chắc chắn là coi như là mình bơi luôn. Tại vì cũng được hay là gọi là anh em ở đây nhảy rất là tốt, rồi xong mà chị Vũ Thảo My nhảy cũng tốt luôn, ai cũng tiếp thu rất là nhanh, còn Negif thì bị chậm. Nó thì cộng thêm cái bài này nó đi chân rất là nhiều, mà Negif đó giờ Negif không có đi chân được, cho nên là Negif nghĩ là nếu như mà mình out sớm để mình học cho mọi người. Mà lúc học thì cũng khó khăn nha, đó cái lúc mà mình về mình học cũng hơi lắc, còn hơi say xe, cố gắng hết sức có thể để mà chơi với mọi người. Dạ, chứ nếu như mà mình cứ ở dưới hoài, mình ngước lên mình bị mệt đó, thì đâu phải một mình thì cũng có những thành viên khác cũng đi độn đó, rồi cũng có màu của mình, là tại vì nó lót cái gót cho nên nó dễ rớt, còn mấy anh em là chuyên nghiệp rồi, giống như anh Sái nè, anh Jin nè, nói mọi người có một cái lót rất là hay, nó đi thẳng vô cái lòng dài luôn thì nó không rớt ra được đó. Thì lúc đó mình cũng mới về mình hỏi anh Isaac là mấy cái độn của anh nó tốt quá thì anh chỉ em chỗ mua được không. Đó thì anh Tài anh cũng có đặt cho mình mấy cái mà nhảy ra không có bị rớt, cảm ơn anh rất là nhiều, anh rất là chuyên nghiệp trong chuyện mang giày độn. Dạ, thì gọi là giống như là một cái día vậy đó, thì mình mang cái độn nó vô thì mình nhảy như Isaac luôn, nhiều khi hơn. Mình cảm giác là anh Isaac già rồi, yếu, thật sự yếu, nhảy bài này không có hồn. Thì Negif với Hurricane gọi là cũng có nhỏ vô tai của Dịch Đen là cho tụi em lên center đi anh, em thấy anh Isaac đợt này anh hết rồi, anh chắc là anh cũng ready để anh đó. Thì tụi em với Hurricane muốn nhảy hết sức để cứu bài. Thì mọi người có bao giờ thấy gọi là battle dance nhưng mà có thoại chưa? Đó thì Hurricane sẽ vừa làm chuyện đó và vừa kết hợp với những anh em nói chung là nó có một cái động tác mà tất cả mọi người sẽ làm chung. Tại vì tụi mình nghĩ là bây giờ thật ra thì cái vòng 3 này chưa chắc là mình thắng, cho nên là mình sẽ đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Đó, đem lại cho anh em, cho khán giả, cái đó rất là quan trọng. Đó, niềm vui là chính đúng không? Đó, thì lúc đó là Hurricane sẽ làm một cái động tác. Đó, thì lúc đó là tất cả bốn anh em đều làm chung luôn. Đó, cho nên là
coi như là không tính điểm nhưng mà rất là đẹp, rất là vui. Đó, đang Nghiếp nghĩ là tại vì cái nhịp của cái động tác đó nó cũng hơi khó, cho nên là lúc đó là Hurricane cũng hơi khó để bắt nhịp. Hurricane là rapper mà không biết bắt nhịp, cái chuyện đó rất là khó chịu, rất là bất lợi cho team, cho nên là lúc đó mới tập tới 1-2 giờ đêm đó mọi người. Dạ. Yeah. Concert Anh Trai Say Hi, thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mộng. Anh Trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.